Nhà thiết kế nổi tiếng dự đoán Thảo Nhi Lê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Với kinh nghiệm làm việc với các hoa hậu, đặc biệt là các hoa hậu thế giới, nhà thiết kế Tuyết Lê đưa ra những nhận xét về dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đang dần đi tới hồi kết và chiếc vương miện danh giá sắp tìm được chủ nhân. Nhờ quy tụ nhiều cái tên đình đám như Ngọc Châu, Thảo Nhi Lê, Hoàng Phương khiến cuộc thi càng tăng thêm sức nóng. Trên khắp các diễn đàn sắc đẹp, chủ đề dự đoán Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đang được bàn tán sôi nổi. Là một nhà thiết kế thường xuyên làm việc với các hoa hậu trong nước và quốc tế, nhà thiết kế Tuyết Lê cũng có sự theo dõi nhất định dành cho các hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Chia sẻ, nhà thiết kế Tuyết Lê nhận xét, dàn thí sinh năm nay đều có điểm mạnh và có những câu chuyện truyền thông tốt. Bên cạnh những thí sinh được dư luận chú ý như Lệ Nam, Ngọc Châu, cũng có những thí sinh vượt qua những quy chuẩn cũ của cuộc thi nhan sắc như Đỗ Nhật Hà. Nhà thiết kế nổi tiếng cũng đưa ra dự đoán về những cô gái có thể sẽ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 như Thảo Nhi Lê, Hoàng Phương, Ngọc Châu. Đó đều là những cô gái nhận được sự chú ý của dư luận trong thời gian qua. Ngoài ra, sẽ còn nhiều cái tên khác đầy triển vọng mà tôi và mọi người không thể biết trước được. Có thể sẽ có điều bất ngờ xảy ra ở đêm chung kết. Ngôi vị Hoa hậu chắc chắn sẽ là một cái tên xứng đáng nhất, vì tôi tin rằng ban tổ chức và ban giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ hết sức công tâm, nhà thiết kế Tuyết Lê nhận định. Từng làm việc với Miss Universe Việt Nam, Miss Universe 2018 Katriana Ray và Miss Universe 2021 Hana Sanhu, nhà thiết kế Việt Nam dành nhiều lời khen cho hai á hậu nổi tiếng của tổ chức Miss Universe. Làm việc với hai bạn thật sự là trên cả tuyệt vời. Ekip chúng tôi không quá khó khăn khi làm việc cùng các bạn. Dù rất kỹ lưỡng trong công việc nhưng các bạn luôn thoải mái và tôn trọng sự sáng tạo của nhà thiết kế. Bên cạnh đó, thái độ chuyên nghiệp là mấu chốt để tạo ấn tượng với những người xung quanh. Bên cạnh đó, nhà thiết kế cũng đưa ra lời khuyên cho các đại diện Việt Nam khi chinh chiến quốc tế. Ngoài sự chuẩn bị chu đáo từ kỹ năng trình diễn, trang phục thì sự chuyên nghiệp, chân thành, trái tim ấm áp là yếu tố quyết định cho sự thành công và ghi dấu ấn tại cuộc thi. Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ diễn ra vào 19h45 tối 25 tháng 6. Tối nay, Hoa hậu Khánh Vân sẽ trực tiếp trao vương miện cho người kế nhiệm. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng sẽ đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe diễn ra vào cuối năm.